Chào các bạn, đến với video này chúng ta sẽ tiếp tục sửa 3 bài còn lại của đề số 4, là đề số 4, bài số 4, bài số 5 và bài số 6. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào bài số 4 luôn nha. Rồi ở đây, bài số 4 đề như sau. Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 2m. Rồi, lúc đầu mực nước trong bể là cao 20cm. Và khi đổ vào bể 90 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít nước thì mực nước trong bể cao 80cm. Người ta bảo tính chiều rộng của bể. Như vậy thì tính chiều rộng của bể thì mình đã có được là cái bể của mình là hình hộp chữ nhật rồi đúng không? Như vậy thì mình sẽ có chiều rộng của bể thì nó sẽ bằng thể tích của cái hình hộp chia cho chiều dài rồi chia cho chiều cao. Rồi như vậy đầu tiên ở đây mình thấy đơn vị nè, chiều dài là 2m nhưng mà cái bể đã cao 20cm. Rồi, sau khi đổ vào bể 90 thùng nước thì mực nước trung bể lại cao 80cm. Vậy thì mình phải đổi 2m ra thành 200cm, tức là mình phải đổi về cùng đơn vị rồi mình bắt đầu tính nha. Rồi, đề người ta cho gì? Đổ vào bể 90 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít nước. Như vậy mình sẽ tính được là tổng lượng nước đổ vào bể. Rồi, tổng lượng nước đổ vào bể sẽ là bao nhiêu? 90 thùng nước đúng không? Mỗi thùng 20 lít, như vậy thì lấy 90 x 20 ra được 1.800 lít. Rồi, 1.800 lít thì đơn vị lít cũng chính là đơn vị decimet khối, mà mình đang là đơn vị của mình đang là cm. Như vậy các bạn phải đổi ra thành cm khối. 1.800 lít thì sẽ bằng 1.800.000 cm khối. Rồi tổng lượng nước đổ vào bể cũng chính là thể tích nước mà đổ vào bể lúc này ha. Rồi, như vậy mình có cái gì? Lúc đầu mực nước bể là cao 20 xăng thì sau khi đổ vào thì cái bể nó cao 80. Rồi các bạn tưởng tượng cái bể của mình lúc đầu là mực nước của mình là 20 ở đây, mà sau khi đổ vào thì nó sẽ cao lên tới đây là 80. Như vậy thì cái chiều cao mà dâng lên thì có phải là bằng chiều cao sau khi mà đổ vô á, trừ cho cái chiều cao ban đầu không? Là các bạn lấy 80 trừ cho 20 thì sẽ ra được là chiều cao của nước đổ vào là 60cm. Rồi, chiều cao của nước đổ vào là lấy 80 trừ 20 bằng 60cm. Rồi, như vậy mình đã có được thể tích nước đổ vào bể nè, có chiều cao của nước đổ vào bể nè, có chiều dài của cái hình hộp. Thì chiều dài của cái hình hộp đó nó cũng chính là cái chiều dài mà đựng cái nước đổ vào bể đúng không? Rồi, như vậy thì mình sẽ tính được là chiều rộng ha. Cái này mình tính được chiều rộng của bể. Rồi, chiều rộng của bể chính là bằng 1.800.000 chia cho 200 chia cho 60. Rồi, sẽ ra được chiều rộng của bể là 150cm. Rồi, đó là câu A. Rồi, đến với câu B. Người ta mở một vòi nước chảy vào bể. Trong 1 giờ, vòi chảy được 800 lít nước. Tính chiều cao của bể, biết sau 12 giờ thì bể đầy nước. Rồi, các bạn hình dung nha. Đây là, bây giờ cô ví dụ đây là cái chiều cao của bể đi. Thì đây là mức là 0 đúng không? Rồi, ở trên mình có cái gì? Lúc đầu mực nước trong bể là cao 20cm thì ở đây. Rồi, lần đầu tiên đổ là đổ 90 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít nước thì mực nước trong bể nó sẽ dâng cao lên 80cm. Rồi, như vậy thì tới đây mực này nó sẽ là đầy nước, thì từ chính là cái đoạn này nó cũng chính là chiều cao của bể. Như vậy thì các bạn phải tính được là cái mực nước từ 80 lên tới đầy bể đúng không? Tức là cái mực nước đổ thêm vào để nó đầy bể. Đó, thì tính được cái chiều cao đó. Rồi mình sẽ lấy cái chiều cao đó mình cộng với lại 80 nữa thì nó sẽ được là chiều cao của bể ha. Rồi, ở đây người ta cho gì? Trong 1 giờ vòi chảy được 800 lít nước, biết sau 12 giờ thì bể đầy nước. Như vậy mình tính được lượng nước được bơm vào sau 12 giờ. Rồi, 1 giờ là
chảy được 800 lít nước như vậy 12 giờ thì nhân lên thôi. 800 nhân cho 12 ra được 9.600 đơn vị là lít. Rồi đổi ra cm khối là 9.600 lít cm khối. Rồi đến đây các bạn sẽ tính được chiều cao đúng không? Chiều cao của lượng nước được bơm thêm. Lượng nước được bơm thêm. Rồi các bạn lấy 9.600 này, các bạn chia cho chiều dài, chia cho chiều rộng. Chiều dài là ở trên là 200, đây 200 đây, chiều rộng vừa tính ra là 150. Rồi như vậy chiều cao lượng nước được bơm thêm chính là bằng 32 cm. Rồi đến đây các bạn sẽ tính được chiều cao của bể ha. Chiều cao của bể chính là bằng 22 cộng cho 80 là bằng 112 cm. Rồi đó là bài 4 ha. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với bài hình là bài số 5. Rồi cho hình bên câu A, tính số đo góc AIC. Rồi góc AIC thì chính là góc này đây. Rồi các bạn sẽ thấy được cái gì ở trong hình? Cái mà ký hiệu đỏ đỏ này nè chính là ký hiệu vuông góc. Như vậy từ cái đề mình sẽ khai thác được là AB nó vuông góc với BC, DC cũng vuông góc với BC, DC vuông góc với DE và EE cũng vuông góc với lại DE. Rồi câu A, tính số đo góc AIC thì các bạn thấy được cái gì? Góc AIC nó sẽ kề bù với lại góc AID là góc này đây ha. Rồi tức là góc AIC sẽ cộng với lại góc AID là bằng 180 độ. Mà mình có được góc AID không? Mình sẽ thấy được cái gì? AID nó sẽ là góc, nó sẽ bằng với lại góc IAB, chính là bằng góc này đây. Bởi vì đây là hai góc so le trong. Vì sao hai góc này lại là hai góc so le trong? Bởi vì mình có CD song song với lại AB. Rồi, mà vì sao CD nó lại song song với AB? Là bởi vì cùng vuông góc với lại BC để người ta cho ha. Rồi, như vậy mình sẽ tới đó mà mình chứng minh thôi. Rồi, tính câu A, tính số đo góc AIC. Rồi, đầu tiên mình phải chứng minh được CD song song với AB trước. Có AB vuông góc với BC mà CD cũng vuông góc với BC luôn. Từ hai ý này suy ra được AB song song với CD. Rồi hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì hai đường thẳng này song song với nhau. AB đã song song với CD rồi, mình suy ra được cái gì? Suy ra được góc BAI bằng với lại góc AID đó, bằng góc AID. Rồi mà góc BAI là bằng 45 độ để cho, như vậy thì hai góc này bằng nhau bằng 45 độ, là hai góc này là hai góc so le trong nên bằng nhau. Mà mình có cái gì? Có góc AIC, mình đang cần góc AIC mà đúng không? Ngoài góc AIC lại bằng 180 độ trừ cho góc AID, bởi vì đây là hai góc kề bù. Rồi mình thế số vào, góc AIC bằng 180 độ trừ 45 độ bằng 135 độ. Rồi xong, góc AIC là 135 độ ha. Rồi câu B, đề yêu cầu chứng minh AB song song EF. Rồi các bạn thấy AB rồi đúng không? AB song song với EF thì mình thấy được cái gì? Đề ở trên đây mình đã có được AB song song với CD rồi. Vậy thì ở dưới này mình cũng thấy được EF cũng song song với CD. Đây EF cũng song song với CD luôn. Bởi vì sao? Bởi vì EF CD cùng vuông góc với lại ED, hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì hai đường thẳng này song song với nhau. Rồi mà mình có AB song song với CD nữa, suy ra được AB song song với EF, hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thì hai đường thẳng này song song với nhau ha. Rồi đầu tiên mình phải chứng minh được CD song song với EF đã. Rồi có cái gì đây? Có ha, CD vuông góc ED. Rồi EF cũng vuông góc với ED luôn. Từ hai ý này suy ra được CD song song EF.
Rồi, mà AB lại song song với CD là chứng minh trên loại cái mà cô tô màu vàng vàng đấy ha. Suy ra được EF song song với AB. Rồi, đây là đường phải chứng minh nha. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng đi, hai đường thẳng này song song với nhau. Rồi, câu C, tính số đo góc IFE. Rồi, IFE, rồi IFE là góc này nha các bạn. Rồi, IFE. Thì mình có được cái gì? EF đã song song với AB rồi đúng không? Thì mình có được góc IFE cũng chính là bằng góc BAI. Bởi vậy đây là hai góc gì? Hai góc sao đây đâu? Rồi. Như vậy thì mà góc BAI là bằng 45 độ, như vậy thì suy ra góc IFE nó cũng bằng 45 độ ha. Rồi. Câu C. Tính góc gì đây? Góc IFE. Rồi, IFE ha. Rồi, mình có gì? Có EF đã song song với AB rồi. Suy ra được là góc IFE bằng với lại góc IAB bằng 45 độ luôn. Vì đây là hai góc so lẻ. Rồi, xong, đó là toàn bộ bài hình. Rồi, các bạn sẽ nắm được những cái tính chất quan trọng nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ đến với cái bài cuối cùng là bài số 6, bài thống kê. Biểu đồ sau cho biết tổng số huy chương thế giới mà thể thao Việt Nam giành được trong giai đoạn 2015 đến 2019. Rồi, năm 2015 thì đoàn thể thao Việt Nam mình giành được 211 huy chương. 2016 thì giành được 122 huy chương. 2017 thì là 165, 2018 thì là 116 và 2019 là 238. Câu A. Đề yêu cầu trong các năm trên, trung bình mỗi năm thể thao Việt Nam giành được bao nhiêu huy chương thế giới. Như vậy thì trung bình thì các bạn sẽ lấy số huy chương của tất cả các năm, các bạn cộng lại rồi các bạn chia cho số năm. Như vậy ở đây mình có 5 năm, như vậy mình sẽ lấy số huy chương trong 5 năm đó cộng hết lại rồi mình chia cho 5. Rồi, đơn giản ha. Rồi, như vậy mình sẽ có được là câu A, trung bình mỗi năm thể thao Việt Nam giành được. Rồi, năm thứ nhất 2015 là 211 huy chương. Năm tiếp theo là 122 huy chương. Năm tiếp theo là 165. Năm tiếp theo là 116. Năm nữa là 238. Như vậy có 5 năm thì lấy cộng hết lại rồi chia cho 5. Rồi, tính ra được là 170,4 huy chương. Rồi, đơn giản ha. Tiếp, câu B. Tỷ lệ các loại huy chương thế giới của thể thao Việt Nam trong năm 2019. Rồi, đề người ta chỉ cho mình, yêu cầu mình là 2019 thôi ha. Được cho trong bảng sau. Huy chương vàng thì chiếm tỷ lệ là 47,48%. Huy chương bạc thì là với tỷ lệ là 27,31%. Và huy chương đồng là 25,21%. Đề yêu cầu tính số lượng mỗi loại huy chương thế giới mà thể thao Việt Nam giành được trong năm 2019. Như vậy mình sẽ coi được cái gì? Năm trong năm 2019 thì số huy chương thế giới của thể thao Việt Nam mình giành được là 238 huy chương. Như vậy thì để tính được số lượng mỗi loại huy chương thì mình cứ lấy tổng là 238, mình nhân cho tỷ lệ của mỗi loại huy chương là mình sẽ tính ra được số lượng của mỗi loại huy chương ha. Rồi, câu B. Số lượng huy chương vàng chính là bằng 238 nhân cho cái tỷ lệ đúng không? Tỷ lệ là 47,48%. Rồi các bạn nhớ làm tròn ha, huy chương thì là 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc chứ không có là 1,5 hay là 1,7 ha. Rồi như vậy làm tròn lên là sắp xỉ 113 chiếc. Rồi tương tự số lượng huy chương bạc. Rồi là bằng 238 nhân cho tỷ lệ là 27,31%. Rồi, làm tròn sắp xỉ là 65 chiếc. Rồi, tiếp, cuối cùng là số lượng huy chương đồng. Số lượng huy chương đồng. Rồi, là bằng 238 nhân cho 25,21%.
chính là xấp xỉ 60 chiếc. Rồi, như vậy thì để kiểm định thử là mình làm có đúng hay không thì các bạn lấy 113 cộng 65 cộng cho 60 nó có ra 238 không? Thì là đáp án đúng ha. Còn nếu không ra 238 thì mình phải coi lại mình làm tròn sai hay mình đáp sai chỗ nào rồi nha. Rồi, như vậy thì đây là toàn bộ bài sửa đề số 4 ôn tập học kỳ 1 lớp 7 môn toán ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.